Ồ, chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh của mình. Mình tên là Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài thật là bổ ích cho cái năm mới, năm 2021 này. Đó là những lưu ý khi chúng ta muốn xông nhà, họ gọi là đập đất đầu năm 2021 các bạn, năm Tân Sửu. Thì những cái lưu ý và những cái mà chúng ta cần quan tâm đến đó là tìm cho được cái tuổi tốt để chúng ta có thể xông nhà đầu năm để nguyên năm được đất tài đất lộc. Và các bạn nên lưu ý khi chúng ta muốn tìm một cái tuổi thì chúng ta không nên dựa vào một khía cạnh, tức là dựa vào địa chi hay là thiên can hay là ngũ hành, mà chúng ta phải hỏi đủ ba cái này lại, mình gọi là tam tài. Để cho chúng ta hỏi đủ tam tài thì nguyên năm của chúng ta mới được vạn sự hanh thông đó. Rồi mọi điều đều tốt đẹp và được suôn sẻ trong công việc làm ăn và sức khỏe luôn dồi dào. Chứ còn mà các bạn chỉ dựa vào cái tuổi mà các bạn quên đi cái thiên can, quên đi cái địa chi thì cũng được thôi, bổn mạng sẽ dẫn nhưng tiền bạc không thấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ dựa vào thiên can mà chúng ta quên cái địa chi và ngũ hành thì cũng được thôi, nhưng nguyên năm của chúng ta là vẫn có tài nhưng hay bệnh, mà bệnh rồi thì không làm được. Thì cho nên nói tiền tài là do sức khỏe mà ra, cho nên điều quan trọng là chúng ta phải có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe thì chúng ta phải có cái địa chi cho thiệt là tốt, lục hạp hoặc tam hạp. Đã. Còn thiên can là nói về tài vận, địa chi thì nói về sức khỏe, còn mà ngũ hành thì nói về là cái sự giao tiếp của con người với con người, mình gọi là khẩu nghiệp. Nếu mà ngũ hành mà xung khắc, tức là ngũ hành của người xông nhà mà xung khắc với chủ nhà thì nguyên năm các bạn luôn luôn bị người khác chửi bới, trách mắng và nói xấu. Các bạn cần lưu ý nha. Và tám loại người chúng ta cần lưu ý và nên tránh. Một là người đang có tang trên đầu. Hai là người đang bị tam tai. Người đang có tang trên đầu tức là người ta xả kho chưa kịp đó, có người thân mắc trong năm 2020 mà đến năm 2021 người ta xả chưa kịp, cái tang vẫn còn trên đầu thì chúng ta không nên mời vào nhà, tại người đó chắc nặng. Có thể là nó đem tang vào nhà mình thì trong nhà mình có tang chới, có trùng tang thì nó cực kỳ xấu. Rồi. Người thứ hai là người bị tam tai, tức là năm 2021 năm Tân Sửu này thì ba tuổi Tỵ Dậu Sửu là ba tuổi tam tai nặng. Các quý vị, tất cả các anh chị không nên mời ba tuổi này vào nhà. Và người thứ ba đó là người bị năm tuổi. Năm tuổi tức là năm Sửu thì đương nhiên người tuổi Sửu là bị thái tới, bị năm tuổi. Đến người thứ tư, người mà cái tuổi của người đó xung với tuổi của gia chủ, hoặc là người đó xung tuổi với cái năm. Xung tuổi là ý là gọi là xung thái tới đó, xung tuổi với năm mình gọi là xung thái tới đó, thì người đó cũng cực kỳ là xấu, chúng ta cũng bỏ. Là hết thảy là bốn loại người. Đến cái loại người thứ năm đó là người mang bầu. Người ta mang bầu người ta đi cái tướng là rất là nặng nề các bạn. Các bạn không nên mời vào nhà là một. Rồi với lại á, trong cái bụng của người đó đang có một đứa con tuổi Sửu đó, thì đương nhiên sẽ đẻ trong năm 2021 đó, thì vô tình đã mang cái thái tới vào nhà là không nên đó. Và một người thứ sáu, hạng người thứ sáu đó là cái người những ông bố mà đang có vợ đang sanh nở ở nhà là chúng ta không nên mời vào nhà, tại người này là người mang phong long vào là cực kỳ là xấu. Chúng ta cũng không nên mời những người bố như thế vào nhà. Và một người cuối cùng nữa đó là người con gái đang tới tháng, hoặc là người tánh tình chậm chạp,
Đó là những cái loại người đó chúng ta cần phải tránh, không được mời vào nhà độc đắc đầu năm, hoặc không được mời vào nhà xong nhà đầu năm. Đó. Thì hết thảy là 7, hết thảy là 8, 9 loại người đó các bạn cần lưu ý, những cái loại người đó mà các bạn tránh nha. Rồi phiên một điều quan trọng nữa, đó là các bạn nên biết là khi chúng ta đón năm mới thì chúng ta luôn luôn cầu mong cho ngôi nhà của mình cái gì nó cũng mới. Nhưng các bạn chỉ là trang trí nội thất thì đúng là trang trí nội thất thì nó mới lên, hoặc là giữa nhà sơn nhà nó mới lên, nhưng có một cái nó hoàn toàn không mới, đó là cái trường khí. Cái trường khí thì các bạn không thể nào thấy bằng mắt được. Cái trường khí đó là nó là trường khí của cái năm cũ, nó dao động trong căn nhà của mình đó. Nếu mà cái trường khí đó nó còn tồn tại á, thì nó tốt xấu nó lẫn lộn đó. Cho nên á, chúng ta cần phải đẩy lùi cái trường khí cũ đi để đón cái trường khí mới vào, cái trường khí của cái năm mới vào. Cũng giống như là chúng ta dước dước những cái vị thần năm cũ đi để chúng ta đón những vị thần năm mới về. Đó là bằng cách là chúng ta phải dùng cái thuốc xông nhà đó. Thì vừa vừa tới cái điểm giao thừa, chúng ta cúng cúng đón giao thừa, cúng gọi là cúng giao thừa. Thì khi thường thường cúng giao thừa thì có hai văn khấn, đó là cúng trước nhà, tức là cúng quầy sân, rồi xong chúng ta vào nhà chúng ta cúng gia tiên để đón giao thừa, tức là mời gia tiên về để đón giao thừa. Rồi lúc đó chúng ta bắt đầu xông nhà lên để chi, để đón thần về. Đó, vừa xông nhà lên một cái là cái những cái trường khí cũ đó nó tan biến hết, bắt đầu là trường khí mới nó đi vào. Thì thái tới tôn thần rồi tất cả các vị thần linh đó, người ta lại thích vào những cái ngôi nhà mà nó hoàn toàn không có trường khí cũ đó, thì người ta thích vào đó người ta ngự. Mà một khi người ta vào đó người ta ngự thì những cái lời giái của mình trong cái năm mới đều được ứng nghiệm. Các bạn cần lưu ý những cái điểm đó hả. Và tất cả các mà người trong nhà mình, người âm đó, người tổ tiên mình đó, khi mà về đến nhà cũng cảm thấy thoải mái đó, cũng cảm thấy thoải mái là tại vì cái trường khí cũ nó không còn. Bây giờ người ta vào, tức là những vị thần người ta vào thì cái trường khí đó là trường khí của những vị thần. Nên nhớ các bạn, trường khí đó là trường khí của những vị thần ghé thăm. Cho nên cái trường khí đó rất là tốt cho cái người âm. Đó, là tổ tiên mình về đó là hưởng thụ được cái trường khí 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 tốt đó. Rồi người người ta sẽ được tốt lên. Thường thường thì người chúng ta thường hay nói rằng là âm mà siêu thì dương sẽ thịnh. Đó, tức là những người đó mà được tốt lên thì người dương của mình cũng cũng tốt lần lên đó. Người ta tốt, người ta giàu thì người ta mới phù hộ cho mình giàu. Người ta tốt thì người ta mới có cái đủ sức khỏe, đủ trí tuệ, đủ tài năng để người ta giúp người nhà của mình. Đó là như thế đó các bạn. Thì những cái lưu ý khi chúng ta xông nhà đầu năm thì chỉ có nhiêu đó thôi các bạn, không cần nhiều. Rồi còn các quý vị nào, tất cả các anh chị nào cần muốn tìm tuổi xông nhà thì hãy liên hệ với tôi luôn luôn để số điện thoại dưới để cho tất cả các quý vị nào đang cần xem cái tuổi tam tài của mình là tuổi nào hoặc nhị tài của mình là tuổi nào thì các quý vị hãy liên hệ, tôi để số điện thoại dưới, các quý vị hãy liên hệ và tôi sẽ tận tình, tôi sẽ nói cho tất cả các quý vị nghe. Nhưng điều quan trọng là khi các quý vị gọi tôi không trả lời liền được, tại vì cái sự tính toán nó cũng rất là lâu. Cho nên á là chỉ là nghe điện thoại thì mình nói một cái cách ngắn gọn thôi, không nói dài dòng, tại vì tôi công việc của tôi á, cũng rất là nhiều và khi mà Tết đến á, thì chắc là khách cũng rất là đông. Cho nên á là các quý vị gọi nói một cách ngắn gọn, rồi tôi sẽ hẹn là 5 phút sau, 10 phút sau, nửa tiếng sau đó tôi sẽ trả lời bằng bằng tin nhắn các bạn, bằng tin nhắn cho tất cả các quý vị đó. Rồi chứ đừng có gấp gáp,
đừng có hối, hối là tôi khách ở hoài, dù khách ở trong cái điện thoại nữa thì tất cả các quý vị cũng là khách thôi, nhưng mà hai bên hối nhà, hối tôi sẽ mất vui và cũng mất cái cảm cảm giác tự do đó các bạn đó. Cho nên tất cả các quý vị muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng hỏi một cách ngắn gọn đó. Và đừng cầu tôi trả lời liền, từ từ tôi sẽ trả lời cho tất cả quý vị sau bằng tin nhắn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cái câu hỏi nào của quý vị hết, tôi sẽ nhắn tin trả lời đầy đủ hết các bạn. Rồi xin, rồi coi như là video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra nhiều video hay hơn và bổ ích hơn nữa, để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau nhé. Chào.